nhàng quá trời luôn. Nguyên một em đứng nhà mà dám đạp tao mới đầu chạy qua đó thì chịu rồi. Còn hai. Cái này còn một thằng nữa ông nội ơi. Ở trên nóc nhà. Các bạn ơi, hiện tại thì đã có 12% các bạn đã đăng ký kênh rồi. Nhưng còn tới 88% còn lại các bạn chỉ xem thôi nhưng quên mất là đăng ký rồi. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký và nút chuông để theo dõi những video mới nhất từ Heavy Free Fire nhé. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Heavy Free Fire. Mình là Nagame. Mình là Sulin. Mình là K74. Mình là Kem nè. Và hôm nay bọn mình sẽ chơi tự chiến xếp hạng 44. Nhưng mà đặc biệt một cái đó chính là bọn mình sẽ dùng vòng quay để chọn vũ khí mà bọn mình sẽ dùng trong trận nha mọi người. Ok. Bây giờ thì mình mở cái vòng quay lên. Đây, đây là cái vòng quay gồm những cái loại súng mà mình đã chuẩn bị trước hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ ấn cái này, nó dừng ở loại súng nào thì cả team mình sẽ phải dùng súng đó để bắn từ đầu tới cuối trận luôn nha mọi người. Bây giờ em sẽ chọn nha, em quay nha. 1, 2, 3. Súng nó dễ bắn chứ chờ sắp thiếu liên. Rồi qua sắp thiếu liên rồi mọi người ơi. Khó, chết mày rồi con. Súng trường. Nó ra súng trường thôi, cũng được, ra súng trường cũng được. Ok, thì bây giờ vào trận thì cả team mình sẽ phải dùng súng trường để bắn từ đầu đến cuối game. Và mọi người ơi, ở cuối clip sẽ có câu hỏi giúp away là mọi người nhớ xem đến hết để nhận quà nha. Rồi, bây giờ chưa mua được súng trường thì mình bắn gì đây, súng lục nha. Ok, giao đầu chưa mua được súng trường. Thôi em sang, thua, cái không có tiền mua nữa. Đúng rồi. Em one shot 1500 cho. Cái nào lỡ mua cái cũng thôi sao? Lỡ mua cũng thôi rồi sao? Mua sao mà mua được vậy? Đó là một tin tin chiến thắng. Đúng rồi, mình phải đặt niềm tin vào đồng đội của mình nữa. Dễ xui. Bố mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Không, của mình là thắng hết. Hello. Bye, have a great time. Có thằng thâm lưng bên trái nó nhảy vào nhà kìa, có thằng nhảy vào nhà ấy. Mày rồi ơi, bé đâu rồi, kém ơi. Knock một. What's up? Nhập 15 bên nào ấy, Nhảy một vòng cho mình đi chạy quá đã. 45 máu nè. Knock 2. Một máu. Bởi đầu rồi, bởi đầu rồi. Một máu em ơi, một máu luôn á, bắn một máu rồi đó kem. Máu luôn. Một máu luôn, qua đi game, một máu còn một máu à. Tụi mày để cho tao nghe tiếng chân được không? Tao nghe chạy đâu chân á. Bắn được 190 đam kìa. Một máu dữ bầy. Su cha một máu. Trời ơi, có một máu mà cũng đào cũng xong nó thì chịu rồi đấy. Một máu bắn lâu thiệt luôn á. Lâu luôn. Su cha. Cái súng G18 bắn một băng 24 viên mà tôi bắn đâu cỡ 20 viên nó chưa chết nữa. Mày bắn không trúng chứ, có một máu là thấy bắn được 190 đam không rồi, còn 10 máu đó. Không có lòng tin trong đội đúng không? Tin chứ. Tin tin là được. Trời ơi, cái súng tủ đi rồi, mình tới câu chuyện hết rồi. Knock 2. Gì ba? Để xuống. Từ, nổi hết hồn. Kè. Tới rồi, tới. Đâu nha, lục bạc đâu chứ không phải không luôn nha. Trời, nha mua một đứa rồi. Trời má ơi. Nhàng quá trời luôn. Nguyên một tém đứng nhà mà dám đạp tao mới đầu chạy qua đó thì chịu rồi. Còn hai thôi. Mà gào cái cháu su chết nè. Sao
này còn một thằng nữa ông nội ơi. Ở trên nóc nhà. Một máu để đó anh Kiên. Thôi mày đừng có bốc quá. Kiên ơi nó xuống kìa anh Kiên. Một máu đó, đó một máu đó anh Kiên. Trời ơi một máu. Mày bơm máu vô đi em ơi. Tao uống bơm nó mà hết máu sao bơm. Mày. Trời ơi kéo kìa. Thấy mà tao tức á. Đụng vào coi. Bò đã dữ nè. Bộ em nó lấy đấy, bắt chạy không? Mặt thì em nó lấy cái rô dao. Bò nhà chó nha, bò nhà chó nha. Bò cái này đi. Nó chạy vào nhà rồi, nó chạy vào nhà rồi. Này, này nó bị điên rồi. Hoài bò luôn. Chúng ta lên tôi giết kêu trả. Không có tiền mua gì đâu. Không đủ tiền mua gì hết. Mua được có cây cô gia là không có tiền mua keo, không có tiền mua gì luôn. Nghe nghèo khổ, khổ sở vậy. Nghe cho trái keo nè. Có lấy đâu. Mở cây cho nè, ok chưa. Rồi, có một cái rồi. Nè, dòng trái rồi. Anh đưa gọi loại. Anh đưa gọi loại chết bôn nè. Con gì mà nhìn như khúc đột vậy? Khúc đó là trời, bắn xuống trường á. Hôm nay tôi cầm gân rồi, tôi đã sọc gân rồi, tới nhà tôi nói rồi đấy. Rồi đấy ạ, mấy giờ mình bầu cầm vào bên. Đâu rồi ta, tôi đâu rồi trời, đâu rồi. Đây này, nó nấp bên phải là có thằng nhà bên đây nè. Chào cậu. Bên này, bên ống nè. Nhà kìa, trong nhà hay là nhà kìa, ông nội ơi. Kìa, có thằng bên cửa kìa. Chết, mày là mày, ê, chấm sát tám mày. Vô. Sorry again, go! Cấp 1. Này. Kìa, tụi này thích chi góc cái kia rồi, cái ghê ta. Đã leo ranh chứ ông nội. Chi gãy đứng hả? Đâu phải. Bắn Tiểu Liên không đâu quá. Hai thằng ở dưới, một thằng ở trên. À, chờ nó cầm Umbi thôi. Lấy nóc ra, lấy nóc ra, lấy nóc ra. Một máu, một hên. Đặt ống nè, đọc bang. Rồi, kìa là con kìa nó ra cứu nè, cứu. Mày. Yếu rồi, 90 máu. Rồi. Đi đi. Trời ơi. Trời ơi, lụp lụp súng của nó mà không được bắn đây nè. Hổ ghê á. Có UMB nè, tao bắn UMB được không? Không, làm đúng lực đi. Thấy cái xác UMB đâu dám lụp đâu. Cũng không được các bạn, cũng không được không? Trời ơi, ghê chưa? Mày. Ở con thằng bể đầu rồi. Mày. Yếu một rồi, yếu lắm rồi. Con nhỏ chàng gái chèo phải bể đầu đó. Mày có hành động này không? Phèn chết, ào đẹp theo quá. This is Sparta. Phòng sao nhà như ra ra. Chê em nội. Quá là điều bình thường luôn. Trời trời. Oh shit. Lũ điện. Mày thấy đi. Trời má ơi. Đô bật những miền bật của nó. Rồi. Ê, để tao. What the hell is even that? Trời, để tao. Bắt hoài luôn nào nó ra thì nó chết. Rồi, chọi được 6 mấy máu của nó rồi kìa. Ui kìa, nó có nhà bao lâu rồi, nó có nhà bao lâu rồi. Ui. Hai đứa hay đánh chữ ta. Đẳng cấp. Trời lũ. Nhà trên nhà nhiều lỗ còn hằng kìa. Đúng là chị đỡ em đang mà. Này hai chị em ngã hết luôn. Hai chị em quất cái ngã hết luôn. Chị đỡ em đăng là gì ba, chị đỡ em đăng là gì. Đỡ em đăng. Anh Kiên. Ok, game dễ như trời. Chị đỡ em đăng các bạn ơi. Mày cầm mồm đi. Công nhà đi. Công đi. Có lù đạn. Trời ơi, múa tôi phố luôn. Em bắn nhạy ra đi em ơi. Chọn ra
mày hùa gái là tao biết nói gì luôn các em. Bắn đi, cái súng của mày đâu? Sao đây mày? Anh có cái súng tủ của tôi mà sao mà đỡ được? Bắn toàn đầu thôi, trời ơi game nó dễ. Vậy là bữa nay bọn mình đã hoàn thành thử thách rồi mọi người ạ. Và câu hỏi giveaway của clip này đó chính là: trong thử thách sinh tồn đảo quân sự phiên bản 5 sao với 1 sao thì những người 1 sao đã giết được tổng cộng bao nhiêu mạng? Bạn nào mà biết câu trả lời thì nhớ comment bên dưới kèm theo ID game để nhận quà nha mọi người. Còn bây giờ thì clip của Heavy Free Fire xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy clip này hay thì nhớ để lại một like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký. Và đừng quên đăng ký hết tất cả kênh của Heavy nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.